Út nghĩa đây nè, Út nghĩa nói đi, Út nghĩa giờ ăn hết này là nghỉ. À, cái này là một cái phần ăn nhỏ thôi, mình ăn nhỏ đây cho mình nghỉ. Nãy giờ ăn phần này phần thứ hai nữa các bạn. Qua đây ăn chút chút vậy thôi chứ đơn giản. Mà đưa hai đứa đâu đâu vô xa cái cánh quá. Rồi cho bắt đầu để làm một cái trái tim đưa mặt ra. Đó. Đẹp chưa? Đó, Út nghĩa ăn hai miếng vậy đó. Hôm nay là sinh nhật. Phần thứ hai rồi chứ không phần thứ hai rồi đó. Hai phần rồi đó. Rồi mỏi chưa? Đó. Hôm nay là sinh nhật hem mùa. Yo. Đây là Origanai Extra. Yo. 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 Đây là Berlin Section. Berlin Section. Ông ti sẽ baby. Hi. Nè. Hi. Yo. Ba. Mặt hai mùa xấu quá. Chụp hai miếng em á. Dạ. Hai miếng rồi quay. Đây à. Đâu có. Bây giờ tự xử. Yeah. Phẹt.